Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng camera và microphone của điện thoại để kết nối với máy tính. Qua đó thì các bạn có thể sử dụng cái điện thoại của các bạn như một cái webcam chuyên nghiệp có cả tính năng ghi hình và tính năng ghi âm để các bạn có thể tham gia học trực tuyến cũng như là quay các cái video phục vụ cho công việc của các bạn. Lý do vì sao lại nên sử dụng cái camera và microphone của điện thoại là bởi vì các bạn thấy là hiện nay các camera được tích hợp ở trên các cái laptop đời mới nhất cũng như là các cái webcam cỡ vừa, cỡ trung đấy hoặc là cỡ thấp hiện nay là nó có cái chất lượng video rất là thấp. Vì thế là nếu chúng ta tận dụng được cái tài nguyên là cái camera trên điện thoại các bạn hiện nay rất tốt thì sẽ bớt được chi phí cũng như là có thể là tận dụng được tài nguyên tốt hơn. Thế thì để các bạn có thể kết nối được cái điện thoại của các bạn với máy tính thì lưu ý với các bạn là máy tính và điện thoại các bạn đều phải được cùng truy cập đến một cái địa chỉ IP, có nghĩa là phải cùng được kết nối đến một cái mạng wifi nào đó. Đấy. Ở đây mình sẽ cùng kết nối máy tính và điện thoại với cái mạng wifi của nhà mình, và để kết nối được hai thiết bị lại với nhau thì các bạn sẽ làm các bước sau này. Vì điện thoại của mình điện thoại Android nhé, nên là mình sẽ làm bước này. Nhất là bạn sẽ truy cập vào cái CH Play ở trên điện thoại của bạn nhé, phải lưu ý là trên điện thoại nhé. Đấy, bạn sẽ tải cho mình cái phần mềm Droidcam Wireless Webcam này. Đấy, tải về thì khi các bạn tìm trên cái chợ CH Play này, các bạn sẽ thấy là biểu tượng của nó y hệt như cái con robot đặc trưng của Android. Tiếp theo, bước thứ hai là các bạn sẽ trên máy tính mình sẽ tải về cái phần mềm Droidcam Client. Thì làm thế nào để đạt được phần mềm này thì các bạn sẽ có thể là truy cập vào một cái, các bạn có thể vào Google đi, các bạn sẽ đánh chữ download Droidcam PC chẳng hạn. Đó. Bạn sẽ đánh ra, và nhưng mà khi bạn dùng cái từ khóa như thế này thì ngay lập tức là trên cái link đầu tiên các bạn nhìn thấy nó sẽ có cái kênh tải miễn phí này, nó đã có sẵn cái download Droidcam client này. Và đây qua có chữ mục download màu xanh đây, các bạn xanh này, các bạn cứ kích vào đây, bạn đã download về và bạn tải như một cái phần mềm bình thường. Khi bạn dùng cái phần mềm này thì bạn có thể lưu ý là nó không cần phải crack như những phần mềm phức tạp khác, chỉ cần cái lên là xong. Và như mình ở đây cái lên nên nó đã ra được cái phần mềm đây. Đó, các bạn chạy đúp vào phần mềm, bạn nhìn cái này, thấy cái phần mềm ta đây thì các bạn thấy phần mềm này nó sẽ có hai cách nha các bạn nhé. Cách thứ nhất là các bạn là kết nối với nhau qua mạng wifi thì kết nối không dây. Cái thứ hai là bạn có thể cắm dây cũng được, cắm dây của giữa điện thoại với máy tính cũng được, nó cũng truyền được hình ảnh. Thế thì sau khi bạn tải được hai cái phần mềm này lên một cái lên điện thoại, một cái lên máy tính, thì các bạn sẽ thực hiện cài đặt trên điện thoại như sau này. Khi bạn mở cái ứng dụng Droidcam Wireless Webcam này lên, bạn cứ ấn next đó, thì nó sẽ hỏi cái chuyện truy cập được về camera và mic, thì các bạn cứ ok thôi, cứ cho phép thôi. Cứ cho phép là nó sẽ truy cập được hai thứ này. Đây, cái bước của nó đây, mở lên nó sẽ như thế này, bạn ấn next vào cái chỗ này. Đấy. Sau đó này, khi bạn ấn next xong này, bạn sẽ thấy là cái trên cái giao diện của các bạn nó sẽ có dạng như thế này. Đấy. Trên giao diện của bạn như thế này. Trên đấy cái dòng wifi IP này, thì các bạn chú ý cho mình là cái ba các cái dãy số trên cái chỗ wifi IP này thôi. Và một cái dấu ba chấm ở phía trên này, góc phải này. Khi nếu như bạn kích cái tức là bạn chạm vào cái cảm ứng ấy, vào cái chỗ có dấu ba chấm này, thì nó sẽ hiện lên một cái menu này. Đó. Thì cái lô những phần phía khác các bạn không quan tâm, bạn quan tâm đến mỗi cái chỗ camera thôi. Và bạn sẽ chọn được camera trước, camera sau. Nếu bạn muốn chọn dùng camera trước để quay thì bạn sẽ dùng từ front, và nếu bạn muốn dùng camera sau thì bạn dùng từ back. Đấy.
Như vậy là cái bước cài đặt ở trên máy tính đã xong nhé, trên điện thoại cũng xong nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt trên thiết bị này các bạn này. Thế thì trên cái điện thoại các bạn này, nhắc lại là trên cái điện thoại các bạn nó có sẵn cái địa chỉ IP các bạn đây. Các bạn chỉ cần nhập đúng chị địa chỉ IP này vào phần mềm của các bạn là phần mềm đây bạn nhé. Đấy. Thế thì trên cái điện thoại của mình đã tải về sẵn một cái phần mềm Droidcam như vậy, thì cái địa chỉ IP của mình nó là 192.168 này chấm 1 này 1.197. Mỗi một cái điện thoại thì sẽ có một cái địa chỉ IP khác nhau nhé. Đấy, cái số 4747 thì nó sẽ không thay đổi. Thế thì đây, và khi các bạn muốn truy cập nó thì các bạn có thể có hai cách. Cái thứ nhất là bạn chỉ lấy mỗi hình ảnh thôi, vì nếu như mà bạn có dùng tai nghe thì bạn có thể không không cần thiết phải dùng đến audio. Nhưng nếu bạn dùng đến cái chức năng audio thì cái microphone sẽ được kích hoạt và nó sẽ ghi thêm cả tiếng nữa, có cả tiếng nữa. Đấy, thì như mình có thể sử dụng cái tính năng này. Đấy, ví dụ mình cả video cả audio bạn start này. Đấy. À, như vậy các bạn nhìn thấy là lập tức là trên màn hình của các bạn đã hiển thị được cái camera của mình. Đấy, camera đây. Và lúc này là bạn có thể học trực tuyến hay bạn muốn làm gì thì đều nằm đây cả. Bạn có thể thấy là cái chức năng của camera này nó giúp cho các bạn là thu được cái hình ảnh nó tốt hơn rất nhiều so với một cái cam thông thường. Các bạn nhìn thấy với cam thường mình đây, bạn nhìn cam của mình lên nhá, mình sẽ bật cái cam của mình lên để các bạn xem này. Đây, bạn nhìn thấy cái mình đang dùng cái cam của mình đây. Mình sẽ chuyển nó sang cam xem, để ta sẽ xem hình ảnh đây. Mình sẽ stop này, mình sẽ chuyển nó sang cam cam cùng cam trước xem cùng một chất lượng hình ảnh thì nó sẽ các bạn nhé, mình chuyển nó hình sang cái fan nhé và bạn lại kết nối lại cái chỗ này. Bạn nhìn thấy là cái chất lượng, xin lỗi mình sẽ bỏ cái audio đi vì có mình đang dùng cái webcam riêng. Yeah. Nên là nó sẽ xung đột. Bạn nhìn thấy cái chất lượng hình ảnh của hai cái thiết bị này hoàn toàn khác nhau. Một cái rất là mờ như bên này, một cái thì rất là rõ. Đây chính là cái sự khác biệt mà các bạn có thể phân biệt được ngay. Sau đây các bạn có thể sử dụng được cái phần mềm này để có thể kích hoạt cái camera lên đó. Video của mình thì hôm nay đến đây là kết thúc. Chào các bạn, mình sẽ tắt đi nhé.